Trong này nó bán gì vậy? Bán nông sản, bán đủ thứ, hàng của Nhật này, hàng của Đức, hàng Ba Lan này. Vâng. Hàng xịn đấy hả? Một cái hội chợ văn hóa mà, hàng xịn mà. Thế còn mấy cái xe kia? Mấy xe kia là bọn con hỗ trợ cho đối tác để họ giới thiệu quảng bá đến cộng đồng. Để họ đi. Đấy, tức là xe bố con mình mà lấy từ Starbucks nhá, là đạp xong ra đây là để ở đây. Xong rồi là mình từ đây về kia mình ra đây mình lấy xe mình nhận về kia. Cứ mở khóa và lấy khóa kết thúc hành trình như con vừa làm ấy. Vân Anh lại ở đây rồi.